nhân ngày quốc tế người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và các đại biểu người cao tuổi, gửi bó hoa tươi thắm tặng hơn 11 triệu người cao tuổi trong cả nước, cùng với lời chúc mừng, lời thăm hỏi ân cần, tình cảm và sự kính trọng. Chủ tịch nước đề nghị các cấp hội người cao tuổi cần hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong việc chăm lo người cao tuổi, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Dịp này, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Bộ Y tế cũng ra mắt ứng dụng S-Health, một ứng dụng di động cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi đầu tiên ở Việt Nam. Từ mùng 1 tháng 10, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 bắt đầu được hỗ trợ bằng tiền từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Sẽ có khoảng gần 13 triệu người lao động và 386.000 đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng. Mức hỗ trợ dao động trong khoảng từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng một người. Nguồn kinh phí vào khoảng 30.000 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, gói hỗ trợ sẽ được triển khai theo tinh thần đơn giản, thuận lợi, nhanh nhất và chính xác nhất. Dự kiến hoàn thành trong vòng 1,5 tháng. Trong tuần tại Hà Nội, một hội nghị đã được tổ chức để nhìn lại những kết quả cũng như đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ tiếp theo để tiến tới không còn ai tử vong vì bệnh dại. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, cả nước đã ghi nhận 378 người tử vong vì bệnh dại. Trung bình mỗi năm có 76 người tử vong, giảm 15%. Để đạt mục tiêu đến năm 2030 không còn người tử vong vì bệnh dại, cần đẩy mạnh và tăng cường quản lý và tiêm vaccine cho đàn chó, đồng thời đảm bảo rằng tất cả những người bị chó cắn phải được tiêm vaccine ngay lập tức. Sau gần 3 tháng triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã có gần 25.000 đội thanh niên tình nguyện thu hút hơn 1 triệu đoàn viên thanh niên tham gia với nhiều hoạt động thiết thực. Chiến dịch đã hỗ trợ sửa chữa và làm mới hơn 4.000 km đường giao thông nông thôn, trồng mới gần 3 triệu cây xanh, xây dựng hàng nghìn công trình. Cũng trong năm nay, đã có gần 2,4 triệu lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch. Mùa lũ đã bắt đầu ở đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên mực nước ở vùng đầu nguồn đang rất thấp. Hiện nay chỉ có một số cánh đồng trũng thấp ở vùng đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp là bị ngập nước. Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đỉnh lũ năm nay tại Tân Châu, Châu Đốc dao động ở mức báo động 1, xuất hiện muộn, có khả năng vào giữa tháng 10. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản không tổ chức lễ hội EKT. Dù đây là lễ hội quan trọng bậc nhất trong đời sống văn hóa, nhưng Hội đồng chức sắc Chăm Bà La Môn và đồng bào Chăm đều thống nhất ủng hộ chủ trương này của tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí tại các đền tháp Chăm, các cơ sở thờ tự, các tộc họ và các nơi công cộng cũng không được tổ chức để đảm bảo chống dịch hiệu quả nhất.